Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy Lenovo IBM nha các bạn, T510. Con IBM T510 nha các bạn, mã main của nó là LKN-1UMA-MB nha các bạn, 08273-3. Hiện trạng của cái con này là nó cũng đang chạm nguồn 19V nha các bạn. Nguồn 19V nó cũng đang bị chạm. Đó, và trước tiên thì làm cái ban này cũng là một cái ban quen thuộc nha các bạn. Đó, mình cũng đã làm trên cái dòng IBM này cũng khá nhiều máy. Thì trên con T510 này, trước khi mình tiến hành sửa chữa gì thì mình cứ quan sát trước nha các bạn. Các bạn cứ quan sát trước xem có cái vị trí nào nhìn nó bất thường hay không nha các bạn. Có vị trí nào nó bị cháy nổ bất thường hay không. Và mình sẽ cách ly cái vị trí đó ra nha các bạn. Thì làm tách chạm mình cũng có sử dụng vài cách nha các bạn. Trước tiên là mình quan sát, mình cách ly từng bộ phận ra nha các bạn. Còn hai là mình sẽ sử dụng cái dây này để mình dò chạm nha các bạn. Dây nguồn này để mình cắm vào, cấp nguồn vào cái vị trí chạm nào đó để mình loại trừ cái vị trí lỗi ra nha các bạn. Mình cách ly cái vị trí lỗi ra. Đó. Có một vài cách thì trước tiên trên cái men T510 này, bây giờ mình sẽ cách ly RAM và CPU ra nha các bạn. Sau đó mình sẽ quan sát toàn bộ cái men xem có vị trí nào mình nhìn bất thường hay không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cách ly CPU và RAM ra nha các bạn, và mình sẽ đo cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo cho các bạn xem. Đó, tại vị trí của những cái tụ 19 nó đang tổng trở nó là bao nhiêu nha các bạn. Rồi. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Đây, bây giờ mình sẽ đo vào các vị trí. 19V nó còn khoảng 2 ohm mấy nha các bạn. Đó, tổng trở của 19V nó còn khoảng 2 ohm mấy. Đó, khoảng 2 ohm mấy. Đó, khoảng 2 ohm nha các bạn. Tổng trở nguồn 19 của mình nó đang khoảng 2 ohm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ quan sát nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình quan sát các vị trí. Trước tiên là các vị trí các tụ 19 nha các bạn. Đó, các vị trí các tụ 19. Đây. Mình xem coi có cái tụ nào đó cái hiện tượng nó bất thường hay không nha các bạn. Đó, trước tiên mình sẽ quan sát kỹ. Xem có cái vị trí nào đó nhìn nó cái tụ nó bất thường, nó cháy nổ hoặc là rỉ gì không nha các bạn. Mình sẽ quan sát sơ bộ một lần. Rồi, mình quan sát, mình thấy ở tại vị trí C914 nha các bạn. Cái tụ C914. À, đây, để mình coi coi C914. À, là nó vào... Đây là cái nguồn để cho mình xem. Đây là cái nguồn 19 đưa vào nha các bạn. Qua cái con phép là U110 nha các bạn. Qua cái con phép là U110. Đây.
Vị trí này đây. Chính xác là tại vị trí này nha các bạn. U110. Đây. Và nó chuyển đổi qua, đây là cái nguồn VCC FGGFX coin nha các bạn. Tại con cuộn dây là L37. L37 nha các bạn. Đây là nguồn VCC GFX coin. Đây mình nghi là tại vị trí bên đây nha các bạn, là cái tụ. Đây, vị trí này. Tụ này C914 này. Mình thấy nó rất là bất thường nha các bạn. Đây, để mình chỉ vào. Đây cái tụ này nha các bạn. À, tụ này là mình thấy có vị trí nó bất thường đây. Bây giờ mình sẽ cách ly. Remove C914 nha các bạn. Mình remove C914 ra. Mình xem coi nó có hết sọt hay không. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ remove C914 nha các bạn. Thấy có hiện tượng rỉ tại con C914 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cách ly nó ra. Rồi, mình vừa remove C914 ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại xem cái tổng trở nó còn ok không nha các bạn. Ồ, như vậy chính xác là tại con C914 nha các bạn. Chính xác là tại vị trí C914. Sau khi mình cách ly cái con C914 này ra nha các bạn. Đây. Sau khi mình cách ly C914 ra. Đó, mình cách ly C914 ra thì cái tổng trở nó đã ok rồi nha các bạn. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi, tổng trở nó ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Mình sẽ cắm nguồn, mình gắn RAM và CPU để mình thử nha các bạn. À, xem máy có xuất hình hay không. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành. Rồi các bạn quan sát đồng hồ dòng nha các bạn. Rồi ok. Máy có ăn dòng nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn RAM CPU nha các bạn. Mình thử coi máy có dòng hay không. Rồi, máy có dòng boost luôn nha các bạn. Ok. Để mình gắn cái tản nhiệt và mình sẽ cho nó xuất hình nha các bạn. À, xem máy có xuất được hình hay không.
Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn màn hình vào nha các bạn. Xem máy có sức được hình hay không. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Ok các bạn. Như vậy là ở con IBM T510 là bị lỗi cái tụ C914 nha các bạn. Sau khi mình cách ly cái tụ C914 thì máy đã xuất hình. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.